Thì bây giờ mạnh thường quân người ta giúp cho mình được cái khó thôi. Anh ai giúp giùm em chứ giờ em cũng khổ quá, em không biết sao. Dạ thì bây giờ trước mắt chị cứ ở ké cái nhà bà già chồng đi. Dạ. Rồi khi nào mà có anh chị của chú Mạnh Thường Quân đủ mà để hùng lại giúp cho Tại chị vì cái cũng nhà. còn anh chị nhiều dữ lắm. Dạ, vậy là cái nhà là nhà bà già chồng cũng còn anh chị nhiều lắm phải không? Dạ. À, thì bây giờ chị gắng niệm Phật đi cho vượt qua cái khó khăn của mình đi. Giống như mình như vậy, bệnh như vậy là cũng là cái nghiệp của mình đó. Thành ra bây giờ chị đừng có buồn nữa. Lúc nào mà buồn á, hoặc là mệt á, chị niệm Phật đi là giống như là Phật tiếp được cái phần nào hay phần nấy. Đây là đồ của chị Kiều có mua bán hay gì á. Còn cái này là lê kima nè, trái Wichita đó. Miền Nam thì kêu Wichita, miền Bắc thì kêu lê kima. Là cái này là giống như chị bán không kịp, nó bị hư là bỏ rồi vậy. Chắc chị để cho dê ăn đó. Mấy con dê này là ai nuôi vậy bà hai? À, là hai chồng bà nuôi đó phải không chị, cho mượn tiền. Vậy là bây giờ không cắt cỏ cho dê ăn rồi đó hả? Từ từ đi, con không có gấp đâu, bà điện đi. Đây là mấy con dê của chị Kiều nè, cái dê bà mượn tiền của chị bà nuôi nè. Bê bê hai bốn năm con, đẻ được con nhỏ. Nhận tiền, nhận tiền. Đẹp quá vậy à. Nhát chứ à. Bê. 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 Cái con dê này là bà nuôi đẻ hả cô? Vậy là một con nó đẻ có một con hả? À, vậy là mình mới nuôi hồi nhỏ lớn lên đúng không? Vậy là đợt thứ hai nó mới đẻ hai. Mình mới nuôi có tháng mấy nay à. Không có tiền. Rồi ông chồng mới đi đâu rồi? Chạy đi đâu không biết, mới đây không biết, nghi mặn gì không biết. Rồi như cái con dê con nó vậy là bao lâu mình mới bán được? Nó 5 tháng, 6 tháng thì mới có. Là mình bán cho ta làm giống hả? Bán làm giống, nó bự con thì mình bán làm giống, còn không mình bán dê thịt. À. Mà con gà này chắc không bự rồi. Con so á. Rồi con so lộn, con so nó không bự. Con gà nó mới bự con. Hơn tháng rồi nó có chồng nó luôn nữa hả chú? Không, cho mình chỉ cũng được nữa. Tại ta cho chỉ mà. Cho tiền chạy thẳng á. Với nói ví dụ cái nhà nè. Đây là con dê con nè quý vị ơi. Đẻ được con đó đó. Mấy con cái mà đẻ con này con? Bốn con cái mà mới có chữ con nữa. Con nó đẻ con dây sừng nữa nó đẻ. Nó đẻ mà sao cái bụng nó còn bự vậy ha? Bụng nó bự dữ vậy. Hồi mới đẻ ra nói đâu nó còn nữa, ai về đâu. Hết trơn mà nó, cái bụng nó bự vậy đó. Vậy là nuôi cái này bao lâu rồi? Mới có tháng mấy ngày à. Dạ. Đi hồi mua lại dê này nó có chữa. Là mua dê bự luôn. Dạ. Mua dê bự không à.
Dê bự thì nó mới mau đẻ, chứ dê con gì biết chừng nào mới đẻ. Dạ. Thấy chuồng còn mới tinh nè, vậy là mới đóng đây à. Dạ, mới đóng. Này ông không có tiền, ông đóng cũng hơi chẹt nè. Hơi nhỏ. Dạ. Đi tới lùi không có thoải mái. Bệnh đó cưa mà còn thiếu tiền cưa người ta. Nhà nghỉ đi chú. Dạ được rồi, để con quay mấy con dê chứ. Để con quay mấy con dê chút, con mới uống phê rồi, đừng có kêu. Con mới cúng ở trong sáu ông bà kia, con về là mới uống phê chổng rồi. Ăn đi. Con này sao mắc gèn dữ vậy ta? Ừ, sao mà ăn đổ gèn hoài không biết. Nó nóng hay sao? Nó nóng mình. Không kêu, không mua thuốc nhỏ mắc cho nó để gì là nó bệnh đấy. Này nó ăn một ngày mấy cử ra. À nó cho ăn 6 ngày, hết là bỏ, hết là bỏ. Vậy là phải cắt liên tục. Dạ, cắt nóng nóng vậy đó. Con cũng phải nuôi dê lắm mà ngặt, cái nhà con bán cà phê, nuôi cái này nó hôi lắm. Dạ. Này chú ở đâu? Ở dưới Long Sơn á, này á liên tục dưới thằng cắt cỏ này nó cũng cực lắm nè, không ai cắt rồi là đâu có cho nó ăn được. Dưới cái này nuôi phải có chỗ trồng cỏ nữa. Có chỗ trồng cỏ. Cái này cỏ đâu mình trồng? Trồng đất. Đất của bà hả? Cùng. Hả? Cùng lộn, chuồng chẹt nè. Nó về lăn, nó còn về sình thì nó hung lắm. Nãy gờ gờ cái đầu không được, cái chỉ muốn kênh xà mâu. Ừ. Cái này nó hồi nó hung lắm. Nó có cắn không? Không. Đây là cái miếng đất mà chị Kiều tính xin cắt nhà nè quý vị. Nhưng mà tình hình bây giờ là muốn cắt nhà với chị Kiều là phải kêu gọi tiếp. Cô Tám nói nếu mà cắt cái nhà cho chị Kiều ở đây thì nó rất là tiện lợi cho việc ra vô. Nhưng mà cô Tám nói là một mình cô Tám không có làm nổi cái nhà quý vị ơi. Tại vì Phúc Toàn hỏi rồi là nếu mà cắt cái nhà mà cuốn cái nền lót gạch là nó khoảng... nếu mà cái này cao như vậy nó hủm sâu gì là khoảng 15 triệu tới 20 triệu cái cuốn cái nền đó. Rồi mình dựng cái nhà cấp 4, nhà tiền chế mà bằng sắt đó quý vị. Là giống như mình cuốn cái nền xong rồi mình dựng cái nhà sắt lên á, là nó khoảng 15 triệu đến 20 triệu nữa. Là nó cỡ dọn dẹn là nó khoảng 40 triệu là mới đủ. 40 triệu tới 50 triệu mới đủ cái nhà. Rồi thành ra bây giờ cô Tám bà nói là một mình bà là không có làm nổi. Rồi thành ra bây giờ cô Tám kêu là quý vị mạnh thường quân nào mà tiếp sức nữa thì hùng chung lại góp lại làm thì mới được. Chứ bây giờ tới 40-50 triệu thành ra cô Tám nói cô Tám một mình làm không nổi. Nên Phúc Toàn cũng rất mong là quý vị nào mà thương gia đình hoàn cảnh của chị Kiều giúp chị Kiều được thì Phúc Toàn cảm ơn. Chứ cái này là Phúc Toàn thấy hơi khó rồi đó quý vị ơi. Tại vì cái kênh của Phúc Toàn rất là nhỏ, mạnh thường quân thì rất là ít. Mà bây giờ xin 40-50 triệu này chắc có lẽ là không có cái gì. Thì bây giờ là cô Tám kêu mình báo cáo lại với chị Kiều là tình hình nó như vậy đó. Còn cái nhà ở trong kia thì cô Tám lúc đầu tính sửa là chừng vài triệu, 7-8 triệu rồi đó. Nhưng mà bây giờ đó, nhìn cái nhà lại thì sửa cô Tám nó là uổng tiền lắm quý vị ơi. Tại vì nó cũng mục nát hết rồi. Nên bây giờ cô Tám kêu là Phúc Toàn kêu gọi mạnh thường quân tiếp đi. Chứ bây giờ một mình cô Tám là làm cái nhà không có nổi. Không có chạy xe về hả? Em gỡ cái xe là em thấy vòng về lâu quá, sợ anh chờ lâu. Rồi gỡ vậy rồi bán. Gỡ cái bảo cô bán cà phê với cái cây cầu Tân An á. Bà bán giùm. Dạ bán giùm em. Tại cái chiều này là em đậu với nó bán được lắm. À. Được không? Cái nhà chặt hết trơn, ba dưa hấu. Bây giờ cái nhà bên kia là giống như dột nát hết trơn, thành ra chị Kiều bây giờ cũng ít ở chổng lắm quý vị ơi. Ở cái nhà bà già chồng nè, rồi mua ba cái đồ cũng để ngoài này luôn nè. Tại vì ở trong kia nó bất tiện cái đường đi ra đi vô lắm, thành ra
Thành ra bây giờ là bỏ đồ ngoài này nè, đặng nó gần mé đường chứ mình chắc lên xe mình đi cho nó dễ đó quý vị. Rồi bây giờ là Phúc Toàn lại thì chị Kiều đang bán, bây giờ Phúc Toàn kêu về để gửi cái phần tiền của cô Tám gửi cho chị Kiều nè. À, chị Kiều ơi, bây giờ á là cái vụ mà cái nhà đó. Dạ. Là cô Tám á, là bà nói là giống như á, lúc đầu á, cô Tám định sửa là giống như cỡ 7-8 triệu à. Dạ. Ừ, thành ra bây giờ mình kêu cắt á, thì á, em hỏi người ta rồi là giống như cuốn cái nền không đó. Dạ. Mà lót gạch giống gì nè. Là nó mười mấy triệu cho tới 20 triệu. Dạ. Rồi mình dựng cái nhà tiền chế cấp 4 lên mà giống như cái nhà sắt không đó. Giống như mình làm sắt, cây sắt đồ, lợp thiết đồ luôn đó. Là người ta nói là cũng mười mấy triệu cho tới 20 triệu là giống như cái nhà mà khoảng bề ngang 3 mà dài 6 đó. Dạ. Là người ta nói trong cái tầm đó đó. Thì nếu mà hai cái đó gộp lại thì nó cũng 40-50 triệu đó. Thành ra cô Tám á, cổ kêu là bây giờ Phúc Toàn kêu Mạnh Thường Quân tiếp đi. Chứ bây giờ một dạ. mình cô Tám là làm không có nổi, giống như là kêu nhiều người tiếp á. Đặng dạ. giống như người chút vô á. Thì bây giờ em cũng kêu cho chị đó mà giống như là không biết là có ai giúp hay không. Chứ dạ. cái phần tiền mà 40-50 triệu đó nó cũng nhiều lắm. Dạ, dạ. Rồi thành ra bây giờ mình cứ kêu gọi như vậy đi ha. Dạ. Rồi cái đó nữa mình tính sau. Còn cái nhà ở trỏng thì cô Tám nó sửa uổng tiền lắm, giống như nó mục hết trơn rồi. Bây dạ, giờ nó mục hết trơn, cái đó anh dở. Bây giờ sửa thì nó cũng banh chành hết trơn à. Rồi dạ. thêm cái nữa là nó bắt tiện, có một cái là cô Tám bà chịu ngoài đường này nè. Dạ. Bà nói nếu mà cắt được ở ngoài đường vậy thì nó tiện, giống như là bước lên bước xuống nó gần đường vậy đó, nó đi ra đi vô nó dễ. Dạ, còn ở trong mà. Kia thì lội bùng lội sình nó mệt lắm. Nhưng mà bà nói cái nhà nó tan nát hết trơn, sửa cũng như không mà sửa uổng tiền lắm. Rồi thành ra cô Tám nhắn lại với chị là như vậy đó ha. Rồi bây giờ thì em cũng đang kêu gọi cho chị đó là giống như kêu Mạnh Thường Quân khác tiếp sức vô á, đặng hùng lại với nhau để cắt cái nhà cho chị đó. Dạ. Rồi bây giờ thì để coi có ai giúp nữa không ha. Dạ. Còn bây giờ là bữa nay cô Tám á, cổ nói với em á là giống như là bây giờ chị Kiều trước mắt quan trọng nhất là lo cái bệnh trước đi. Rồi cái nhà thì để đó là tính sau. Dạ. Giống như coi có ai giúp nữa thì giúp. Rồi bây giờ chị dán cái tay lên coi mấy cái chỗ mà mình chạy thẳng đâu. Dạ. Ê đừng khỏi tháo băng keo. Tại cái này nó khô rồi. Mở là giống như người ta ghim ống vô đó đó hả? Dạ. Cái ta đặt cái máy trong đây nè anh. À. Còn cái kim này là để rút máu ra. À. Còn cái này là để cái kim này để trả máu lại. Ờ à, là ngày mơ bắt đầu chạy phải không? Dạ, là bữa chạy bữa không. Mơ em đi chạy nữa, từng em chạy 3 ngày. Rồi đi bán gì đó mệt không? Mệt mà cũng phải đi nữa anh. Ừ. Cỡ này chồng em cũng thất nghiệp á, rồi nuôi ghẻ mấy cái con dê cho bà chị đó. À. Nó như đẻ rồi bán được rồi mới chia ra. À. Mà lâu lắm anh tính đi năm hay mấy tháng mà đẻ người con thứ 6 tháng là giống như bà chị bỏ vốn còn chồng dạ. chị bỏ công đúng không rồi dạ. chia bán lời chia phải không dạ như anh dù anh bán dê được 600 thì chỉ cho mình 200-300 gì đó, người ta bỏ vốn rồi mình chỉ có bỏ công mình nuôi thôi. À, rồi bữa nay ông đi đâu lạ không thấy ổng nè. À, đi làm rồi. À. Ta kêu đi làm hồ rồi. Rồi bây giờ nè, trước mắt á, cô Tám bà giúp cho chị á, rồi cô Tám giúp cho chị á là cái phần tiền để chị để dành chạy thẳng ha. Dạ. Là cô Tám nói bây giờ trước mắt á, Phúc Toàn nhắn lại với cháu Kiều á là cô Tám gửi cái phần tiền cho Kiều chạy thẳng. Còn dạ. cái vụ nhà đó đó, nếu mà có ai tiếp sức á thì bắt đầu cô Tám cũng hùng vô mớ. Dạ. Ha, còn bây giờ một mình cô Tám thì giống như làm ở nhà không có nổi. Dạ. Rồi thành ra cô Tám nói là bây giờ Phúc Toàn kêu gọi đi coi có ai tiếp không, nếu mà có ai tiếp mà gần đủ thì cô Tám vô nữa là cho đủ luôn. Dạ. Ha, rồi bây giờ là cái phần tiền của cô Tám gửi cho chị Kiều nè là đi ra con. Dạ. Cái phần tiền của cô Tám gửi cho chị Kiều nè để dành chạy thẳng nè. Dạ. Là 4,6 triệu. Dạ. Chị Kiều nhận rồi, cảm ơn cô Tám giùm em ha. Dạ, con cảm ơn cô Tám, nhờ cô Tám giúp đỡ cho con có số tiền này để con đi chạy thẳng, con cảm ơn cô Tám nhiều. Dạ. Rồi bây giờ thay mặt cô Tám ha, em dạ. chúc chị Kiều gắng vượt qua khó khăn ha. Dạ. Gắng đứng lên để lo dạ. cho đứa nhỏ nữa ha, rồi dạ. lo cho sức khỏe của mình nữa. Dạ. Rồi bây giờ chị Kiều cố lên ha. Dạ, em cũng dạ. cố gắng để kêu gọi coi có Mạnh Thường Quân nào mà tiếp sức để cắt nhà. Để cắt cái nhà cho chị mà không biết là được hay không. Dạ. Rồi bây giờ em kêu gọi không thì cũng không được. Bây giờ chị Kiều nói giùm em là giống như cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nào mà thương cái hoàn cảnh của em á, dạ. giúp cho em có được cái nhà, em mang ơn cô chú anh chị rất nhiều. Rồi chị Kiều dạ. nói gì vậy đi. Xin mong các cô chú Mạnh Thường Quân có thương hoàn cảnh gia đình của con, giúp đỡ cho con được cái nhà con ở để che nắng che mưa cho con của con. Giờ vợ chồng con quá khổ rồi, giờ con làm con không đủ nuôi nữa, bệnh con thì không biết chết ngày nào, xin giúp đỡ giùm cho con.
Dạ rồi, bây giờ đó, em khuyên chị là gán cố lên ha. Dạ. Gán vượt qua khó khăn ha. Thì bây giờ mạnh thường quân người ta giúp cho mình được cái khó em thôi. Em gán giúp giùm em, chứ giờ em cũng khổ quá, em cũng không biết sao. Dạ thì bây giờ trước mắt chị cứ ở ké cái nhà bà già chồng đi. Dạ. Rồi khi nào mà có anh chị cô chú mạnh thường quân đủ mà để hùng lại giúp cho tại chị cái nhà. Tại vì cũng còn anh chị nhiều dữ lắm. Dạ, vậy là nhà bà già chồng cũng còn anh chị nhiều lắm phải không? Dạ. À. Thì bây giờ chị gắng niệm Phật đi cho vượt qua cái khó khăn của mình đi. Giống như mình như vậy, bệnh như vậy là cũng là cái nghiệp của mình đó. Thành ra bây giờ chị đừng có buồn nữa. Lúc nào mà buồn á, hoặc là mệt á, chị niệm Phật đi là giống như là Phật tiếp được cái phần nào hay phần nấy. Chứ bây giờ mình gắng niệm Phật. Em có thiệt dinh toàn, em mệt lắm, em muốn nghỉ bán đừng mà khỏe. Nhưng mà nghỉ thì em không có tiền đi trang trải. Vì vậy anh thấy mỗi khi em đi chạy thẳng như vậy là một ngày em tốn khoảng 100 mấy, 200 ngàn. Ờ à. Rồi như vậy chị mỗi lần chị chạy thẳng là chồng đưa đi hay sao? Bữa nào đi làm thì em đi mình nên, còn bữa nào ở nhà thì đưa em đi. Chạy xe luôn? Dạ. Chạy xe đi qua tới Châu Đốc luôn? À, rồi bữa nào mà ổng rảnh thì ổng đưa? Dạ. À, rồi bán như vậy là bao nhiêu, mấy giờ chị mới về nhà? Vì bán gì tới 5 mấy 6 giờ em mới về tới nhà. À, về nhà là bắt đầu sẵn sành tiếp nữa, lặn nhà mơ đi nữa. Dạ. Vậy cái tối em sạn gì đó, cái sáng 4 giờ sáng cái em đi xuống dưới chợ dưới này em bán rồi. Dạ. Rồi vậy ha chị Kiều, gán cố lên ha. Cô Hương cũng nhắn lời với chị là gán cố lên đi. Bây giờ cô Hương cũng trông là mấy anh chị cô chú mạnh thường quân tiếp sức á, thì cô Hương mới làm nổi, chứ một mình cô Hương mà 40-50 triệu đó cô Hương cũng làm không nổi. Thành ra cô Hương kêu Phúc Toàn với chị là kêu gọi tiếp đi, để coi có ai giúp không, rồi mình làm cho chị cái nhà. Rồi bây giờ em chúc cho chị nhiều sức khỏe ha, gắng vượt qua khó khăn ha. Em chào chị ha. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn anh Toàn.